Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhận định soi kèo dự đoán kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh trên kênh YouTube Tin Bóng đá. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây là những dự đoán kết quả bóng đá, nhận định soi kèo trận đấu giữa Arsenal và Manchester United trong khuôn khổ vòng 21 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Trận đấu này diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023. Đến lúc này, Arsenal vẫn đang duy trì rất tốt phong độ của mình để tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng với một khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, trong đó có chính đối thủ ở vòng 21 này. Phong độ gần đây của pháo thủ cũng khá ổn định khi 7 vòng đấu gần đây họ đã thắng 6, hòa 1, trong đó có 5 trận thắng cách biệt, trận còn lại là trận vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 trên sân khách. Gần nhất là chiến thắng cách biệt trên sân của Tottenham Hotspur. Arsenal đang cùng với Newcastle là hai đội bóng chưa thua trên sân nhà mùa này, cụ thể là họ thắng 7 và hòa 1. Về phía đội khách, Manchester United đã đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối ở vòng đấu bù với Crystal Palace cách đây 4 ngày. Trận đấu mà họ đã có một thế trận lấn lướt ngay trên sân khách nhưng bị gỡ 1-1 vào những phút cuối. Trận hòa này cũng đã cắt đứt mạch 7 trận toàn thắng trước đó quỷ đỏ trên mọi mặt trận, trong đó có 5 trận ở Premier League. Tuy nhiên, đây là kết quả không tệ với đoàn quân huấn luyện viên Erik Ten Hag, bởi hiện tại họ đang nằm trong top 3 và nếu giành 3 điểm trong chuyến làm khách này, cơ hội để cạnh tranh chức vô địch với Arsenal và Manchester City của MU là vẫn còn. Theo nhà cái châu Á, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester United là cuộc chiến của hai đội bóng đã có phong độ rất cao và với lợi thế sân nhà. Cùng việc đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng nên không bất ngờ khi Arsenal được xếp kèo trên trong trận đấu này. Mặc dù vậy, Quỷ Đỏ đang cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag, đặc biệt trong giai đoạn hậu World Cup vừa qua, khi Quỷ Đỏ thành Manchester đã thắng kèo 9 trên 10 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận. Vì vậy, niềm tin dành cho Quỷ Đỏ là hoàn toàn khả quan, mặc dù họ phải làm khách trên sân Emirates của Arsenal. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United, theo thống kê, cả 3 cuộc chạm trán gần đây giữa pháo thủ và Quỷ Đỏ thành Manchester đều có không dưới 3 bàn mỗi trận, trong đó có trận lượt đi mùa này trên sân Old Trafford. Lúc này, hiệu suất ghi bàn gần đây của hai đội đều rất ấn tượng. Cụ thể, Arsenal đều ghi không dưới 2 bàn ở 3 trong 4 vòng đấu gần đây. Trong đó, họ từng vùi dập Brighton 4-2, gần nhất là đánh bại Tottenham 2-0 trên sân khách. Phía bên kia, Manchester United cũng không tệ khi 4 trên 5 trận gần đây của họ đều ghi từ 2 bàn trở lên. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Arsenal và Manchester United tại vòng 21 giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Theo nhà cái châu Âu, lúc này Manchester United đang nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi 2 trong 3 lần chạm trán gần đây họ đã đánh bại pháo thủ thành London, trong đó có trận thắng tưng bừng 3-1 ở lượt đi ngay tại Old Trafford. Nên nhớ đó là thời điểm mà phong độ của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang rất ấn tượng. Nếu như Arsenal đã có phong độ khá ổn định thì Quỷ Đỏ cũng không tệ khi 10 trận liên tiếp gần đây họ thắng 9 và hòa 1. Vì vậy sẽ không dễ cho đội chủ sân Emirates có thể giành trọn 3 điểm, dù cho họ được đánh giá cao hơn Manchester United trong trận đấu này. Một điểm đáng chú ý là Manchester United đang cho thấy bản lĩnh của họ ở những trận đấu lớn là cực kỳ ấn tượng và hầu hết đều đánh bại những đối thủ lớn ở mùa giải năm nay. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford ngoài đánh bại Arsenal 3-1 ở lượt đi thì họ cũng đã có chiến thắng cách biệt trước Tottenham Hotspur, hòa trên sân Stamford Bridge trước Chelsea ở thời điểm The Blue đang có phong độ cao, và cách đây chưa lâu họ ngược dòng đánh bại nhà đương kim vô địch Manchester City trên sân nhà. Vì vậy, niềm tin có một chiến thắng dành cho Quỷ Đỏ là rất có cơ sở. Với những phân tích trên, Tin Bóng đá dự đoán trận đấu giữa Arsenal và Manchester United sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về Quỷ Đỏ thành Manchester. Được biết, trận đấu giữa Arsenal và Manchester United diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 21 giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Theo bạn, giữa Arsenal và Manchester United, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Và tỷ số trận đấu giữa pháo thủ thành London và Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ là bao nhiêu? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.